Cái này cái kim quýt nha bạn, cái này nó cũng già lắm. Cái bộ cành nó cũng già lắm, buông kém trăm trăm rồi. Cái này cái tông cao, hoành nó cũng nhỏ nên mình không có đâu hoành đâu ha. Cao khoảng 40 rồi. Già cây lắm. Có mấy cái cành cơ bản về chỉ chơi thôi. Tông cao. Già cây đừng cái nó già cây 800k bao ship nha bạn. Già cây kim quýt bầu nó cũng gọn rồi bạn. Cao 800k bao ship già cây gì lắm được cái nước già. Kim quýt